Chào mừng các bạn quay trở lại với Hantech. Và để tiếp theo series về dòng PLC LX6V và servo VD3E thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cấu hình servo và PLC Weekend trên phần mềm PLC Editor 2. Không để các bạn chờ lâu, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bắt đầu. Ở đây thì mình đã kết nối sẵn servo và PLC này rồi. Cái phần này thì mình đã hướng dẫn các bạn ở trong phần trước. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mở phần mềm PLC Weekend Editor 2 lên và cấu hình cổng EtherCAT cho PLC. Chúng ta sẽ mở phần mềm Weekend Editor 2 lên. Rồi, sau đó chúng ta sẽ tạo một cái chương trình mới. Đây, ở đây dòng PLC mình sẽ lựa chọn là PLC LX6 CPU. Model ở đây là LX6V. Ngôn ngữ lập trình mình sẽ chọn là ladder. Đây, mình sẽ chọn luôn cái vị trí lưu của nó đi. Đây, mình sẽ lưu nó ra ngoài desktop luôn. Mình đặt tên cho nó là demo. Ok. Rồi. Đầu tiên là mình sẽ thiết lập kết nối PLC với máy tính của mình để mình có thể download và upload chương trình xuống cho PLC. Đây. Mình sẽ tiến hành vào phần transfer setting. Ở đây mình đang kết nối PLC. Đây, mình đang kết nối con PLC với máy tính của mình qua Ethernet thì mình sẽ chọn cái phần transfer setting này là Ethernet. Đây, sau khi chúng ta chọn vào Ethernet connection thì chúng ta sẽ tích vào device. Đây mình sẽ ấn search. Này, các bạn cứ cho tích vào private và public luôn. Này, hiện tại nó đang không có tìm được mặc định đối với PLC LX6 của Weekend thì cái lớp mạng mặc định của nó sẽ là 192.168.8.8. Bây giờ mình sẽ cần thay đổi cái IP lớp mạng của mình trùng với lớp mạng của con PLC này thì chúng ta mới có thể tìm được ở trong này. Các bạn vào control panel. Rồi, các bạn chọn cho mình ở đây là play icon. Đến phần Network and Sharing Center, các bạn chọn vào Chain Adapter Setting. Rồi ở đây, cái phần Ethernet này, chúng ta sẽ cấu hình lại cái cổng Ethernet về chung lớp với PLC. Ở đây là lớp 8. Các bạn chọn Property. Đây, phần Internet Protocol này chúng ta sẽ cấu hình lại. Mình sẽ đặt địa chỉ IP của máy mình là 192.168.8.1 đi. Ok. Sau đó chúng ta đóng lại. Đây. Sau khi chúng ta thay đổi cái lớp mạng thì chúng ta sẽ tiến hành search lại cái thiết bị của chúng ta. Chúng ta tích vào device search đây và ấn search. Đó. Sau khi mình đổi cái lớp mạng máy mình, này các bạn có thể xem cái IP của máy mình này. Này, hiện tại lớp mạng của máy mình đây. Hiện tại cái Ethernet của mình đang là 192.168.8.1. Nó đã cùng cái lớp 8 này với con PLC. Mặc định đối với PLC Weekend khi xuất xưởng PLC LX6V thì lớp mạng của nó sẽ là 192.168.8. Đây, khi mình đánh search nó đã tìm ra con PLC của mình có mã là PLC LX6V0808MT. Này, mình ấn OK. Rồi, chúng ta sẽ thử test cái kết nối của nó xem đã OK chưa. À, như thế này là chúng ta đã có thể download chương trình xuống PLC rồi. Rồi, sau khi chúng ta kết nối được PLC với máy tính thì chúng ta sẽ tiến hành cấu hình cái cổng EtherCAT để có thể kết nối với servo. Thì các bạn sẽ chọn vào tab EtherCAT ở đây, chuột phải và chọn New. Ở đây, đối với các bạn sử dụng PLC Weekend và servo Weekend thì chúng ta sẽ chọn là Weekend VD3E EtherCAT Servo. Còn nếu mà các bạn sử dụng servo của các hãng khác
thì chúng ta có thể import thêm cái phần thư viện Etherscape của Servo vào đây. Này, chúng ta có thể import vào đây. Đây thì mình dùng Servo Weekend luôn, nên mình sẽ chọn là Weekend VD3E Etherscape Servo. Sau đó chúng ta ấn Add. Khi các bạn ấn Add xong, thì phần Motion Control này nó sẽ cho thêm chúng ta một cái Assist ở đây. Các bạn tiến hành kích thước vào. Đây mình sẽ cấu hình cho cái con Servo này là Station thứ mấy. Thì cái phần Output này mình sẽ chọn ở đây là Station ID 0, tức là Servo thứ 0. Rồi, các parameter khác ở cái tab Unit Conversion Setting này. Đây, các bạn sẽ để ý hai thông số này. Đầu tiên, đây chính là số xung trên vòng. Đối với con motor này thì hiện tại chúng ta đang có cái encoder là 17 bit, tức là 2 mũ 17 thì nó sẽ là 131.072 xung trên một vòng. Rồi, cái phần dưới này, cái unit này thì tức là số vòng, đây mình đang để là bằng 1. Tiếp theo là phần mod trên parameter setting. Thì ở đây chúng ta có thể setting các cái thông số, ví dụ như forward limit này, limit degradation này, hoặc là maximum speed. Thì các bạn quan tâm cái phần maximum speed này. Ở đây hiện tại mặc định nó đang là 50 unit trên giây, tức là 50 vòng trên giây. Đối với Servo Weekend thì maximum hiện tại chúng ta sẽ có là 3.000 vòng trên 1 phút. Thì tương ứng với 3.000 vòng trên 1 phút sẽ là 50 vòng trên 1 giây. Các bạn có thể giới hạn cái tốc độ tối đa này lại tùy theo cái nhu cầu sử dụng thực tế. Và các cái giá trị khác thì mình sẽ để mặc định. Rồi, sau khi mà chúng ta cấu hình cái cổng Etherscape xong á, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành khai báo các cái biến để điều khiển cái Servo này. Cái phần này thì mình có thể video nó sẽ hơi dài, mình sẽ tách nó ra thành nhiều phần để các bạn có thể tiện theo dõi hơn.